Chị định giờ đi đâu đây? Hả? Đi đâu? Chị định giờ đi đâu nè? Ông nội chở chị định đi đâu nè? Nói rồi đi đâu? Hả? Nói cho trúng nha. Đi đâu? Đi cô hai. Đi qua cô hai làm chi? Chơi hả? Giỏi quá, nãy hỏi biết trả lời rồi ta. Chị định giờ đi qua cô hai nè. Watch out. Watch out. Oh no, watch out car. Nắng. Nắng. Trời nắng quá hả con? Để bà nội che lại nha. Cuối tuần chở chị Đình qua cô hai chơi nè, qua bánh đặng bơi, nhưng mà mùa dịch này không có ra hồ bơi cho nên phải chở theo cái chiếc tàu ngủ nào qua rồi bơm nước vô cho nó bơi đó. Sắp tới nhà cô hai rồi, đây từ nhà qua tới nhà cô hai của chị Đình có đi có 7 phút à. Rồi tới rồi, có hai đứa đứng chờ đây, hai đứa đứng chờ gia đình đây đó. Hai đứa này, hai đứa cháu ngoại. Rồi gia đình xuống đi, ông nội ẵm xuống nè. Ghê không, nó đi nó xuống cái nó gặp anh em nó mừng dữ lắm. Hello cô hai, cô hai kêu gia đình qua rồi đãi gia đình ăn gì đây? Bánh hỏi. Bánh hỏi hả? Bánh hỏi là sữa. Wow. Bánh hỏi rồi cái tét hành lên. Này bánh hỏi khô phải không? Bánh hỏi khô rồi mình phải ra trụng nóng, nước nóng hả? Trụng nước nóng. Làm nhìn hấp dẫn lắm. Cái này bánh hỏi này là bánh hỏi khô này nha quý vị. Mình mua về xong rồi cái mình sắp nó vô cái thau á, rồi cái mình nấu nước sôi. Chế nước sôi vô xong cái mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đếm từ 1 tới 90. Đó, vậy là xong, để mình vớt nó ra. Mình vớt nó ra rồi mình để chừng chút xíu nè. Để nó khô. Nó khô cái nó dẻo lại rồi mình mới hẹ, cái này là hẹ. Hẹ xong cái mình sấy với lại hành. Hè hành gì đó mình sấy đổ dầu vô cái mình hấp nó lên. Hấp nó lên cho nó chín. Cái loại cái đây là cái loại bánh hỏi khô nè. Đó. Quý vị mua loại bánh hỏi khô mà cây tre này nè. Nó dài ăn nó ngon lắm. Bữa nay đi ăn xào dừa đi. Cô hai kêu gia đình qua ăn đãi gia đình bánh hỏi. Gia đình thích bánh hỏi. Gia đình nó thích bánh hỏi lắm. Bánh hỏi với lại lạc xưởng thôi. Với lạc xưởng. Ra xào dừa đi. Dừa chơi đi. Wow, dĩa trái cây đẹp quá. Bông này nhà trồng hả? Nhà trồng cắt chưa. Dài lắm, nó không rời, nó héo, cắt từ từ một xuống. Quệ này là ở nhà trồng nè quý vị. Còn dưa này là mua chứ không phải trồng. Dưa này là mua nha. Chinh chinh chinh.
từ từ con. Wow, cô hai gia đình có trồng mấy cái bắp nè. Này được mấy cái bắp nè. Ủa có bông rồi. Đây, rồi bông bắp đẹp quá. Ủa này mấy cái bắp không ta? Cái bắp cái gì? Sau nhà cặp với hàng rào à, cô hai đăng ký có trồng mấy bụi bắp đây là nay nó có bông rồi đó. Bắp đẹp quá. Cởi hả con? Bà nói cởi. Đây là cái vỏ xe này người ta dục á, rồi nhỏ con gái nó lượm về nó chế lại nó máng lên đây nó trồng ba cái dây rồi leo nè. Còn đây là quệ. Quệ nó có bông rồi nãy nó chân á, nó cắt vô nó chân. Bông rồi nè. Wow, mấy cây cà trái quá chừng luôn. Cà này là rồi trái nhỏ nhỏ hả Hùng? Rồi đã quá ta. Thấy mê quá hen. Ừ con lại đắng đi. Nhận thấy mê quá ha, nhìn trồng có trái nhìn thấy đã ha. Cái ti không tắm đi. Lạnh nè. Đây là dây khổ qua. Thì khổ qua nó cũng có trái rồi nè. Đó, được mấy trái rồi.
quý vị biết không, coi nè, nó trồng khổ qua mà nó lấy cái dù, nó mua dù vậy nó che, cho đỡ nắng đó. Nó đăng ký nó trong nhà nó nhìn ra luôn đó, trên này cây dù nữa, bên kia cây nữa. Ở đây là phía sau nhà. Nhỏ con gái mình nó thích trồng trọt lắm. Nó trồng rồi nó trang trí này kia. Đó, nó trồng đủ thứ hết nè. Cái dây này là dây bầu nè, có bông rồi. Còn đây là dây đâu rồng. Dây đâu rồng này nó còn nhỏ, nó chưa có bò cao. Coi chừng trúng tay anh hai đó. Hai đứa cháu ngoại coi phim Tài Thiên rồi đó. Giờ bắt chước bắt giới nè. Đi bắt chước Tài Thiên. Cầm tay quơ rồi giữ. No. Chê đền. Chê đền. Gỗ thì có mà mỏng cỡ này chắc không có. Cái này cắt miếng gỗ khác bỏ lên. Mà đường miếng gỗ và thì ba không có lòng mỏng vậy thì không có. Con nghĩ vậy cũng được. Đền. Tí quay cây hay quá ta, giống Tài Thiên quá. Có chừng em nha. Cuộc họp gia đình. Tự nhiên ở trong nhà không ngồi nhắc ghế ra ngoài đây ngồi ráo vậy, ngồi im ru vậy. Thank you.
Suốt. Shoot. Yeah. Yo. Đây là mấy cây cà. Mới đây. Đây đâu rồi đây? Đây tôi thải. Ôi tới rồi, tới. Kêu lên con nai.
đình nó thấy chắc mắc cười lắm. Chị đình mang. Chị đình mang thử. À, đi, lấy từ từ tí. Cái đó phải cho chị đình. For the chicken. And I must the chicken. Quay chị ba. Tay lên tiếng hả tay? Thưa cô Hai về. Thưa chưa? Thưa cô Hai chưa? Giờ đi vừa nói rồi. Giờ đi vừa nói rồi hả? Chơi từ chiều tới giờ rồi. Bà nói đi sắp xong rồi.